chào quý vị và các bạn. Hôm nay là ngày mùng 5 tháng 1 năm 2018. Bình Sơn thì lại giới thiệu với các bạn chiếc máy phát điện Elemax SH3200EX thì chúng tôi vừa mới về. Các bạn có thể thấy được hình thức của Elemax SH3200EX đời cao nhất của Elemax qua video chúng tôi đang quay. Chiếc này thì tất nhiên rồi, nó cũng như chiếc các chiếc Elemax khác thôi, nó sản xuất tại Nhật và hàng xuất, do đó điện zin của nó 220V. Elemax thì là sản xuất sử dụng động cơ của Honda và của phát của Sawakuji, đều được sản xuất tại Nhật Bản hết, chất lượng vượt trội. Tôi sẽ quay cho bạn một chiếc Elemax SH3200 hàng sản xuất tại Nhật và để các bạn so sánh với một chiếc máy Honda N2500FX hàng lắp ráp trong nước, sử dụng động cơ Honda GX160 của Thái Lan. Thì các bạn có thể thấy được cái động cơ Honda GX160 của Thái Lan nó khác với cả động cơ Honda GX160 của Nhật. Thì các bạn có thể thấy được hình thức của chiếc máy hàng nhập khẩu như trước và một chiếc máy của Thái Lan thì nó rất là khác nhau, đúng không ạ? Và giá tiền cũng như vậy, giá của chiếc Elemax giá nó gấp đôi chiếc N2500 này, mặc dù hai chiếc cùng phân khúc công suất với nhau. Thì tôi sẽ quay kỹ hơn cho các bạn chiếc máy phát điện Elemax này. Các bạn có thể thấy được thông số kỹ thuật của nó thì nó sử dụng điện 220V, tần số 50Hz, công suất của nó là 2,6 kVA và công suất liên tục của nó là 2,2 kVA, sử dụng xăng, ok, của phát Sawakuji. Máy này thì nguyên bản 100%, hình thức rất là đẹp. Elemax SH3200 chiếc này thì không chạy được điều hòa các bạn nhá, chạy điều hòa 12.000 chạy được đâu, chạy được điều hòa 9.000 thôi. Đây thì cũng là một chiếc máy phát điện Honda của N2500FX của Việt Nam mình lắp ráp. Thì chiếc này giá chỉ bằng một phần hai so với chiếc kia thôi. Thì chúng tôi sẽ quay cho bạn xem chiếc máy phát điện Elemax SH3200EX giá bán mới tại đây, website thiết bị plaza.com có giá là 23.850.000, giá mới tinh ấy, giá này chắc chắn là chưa bao gồm VAT rồi. Ok, đây công suất nó cũng ghi rõ, Elemax SH3200EX thì là nó được phân phối chính thức ở Việt Nam. Thì các bạn có thể thấy được, đây nó ghi rất rõ số một pha công suất định mức này, 2,6 kVA đây. Động cơ Honda khởi động dần nổ, nhiên liệu là 17 lít, trọng lượng của nó là 46 kg, độ ồn là 65 decibel, cách xa 7m là chúng ta không nghe được tiếng gì rồi. Nhiên liệu chạy xăng là xuất phát tại Nhật Bản, giá là 23.850.000. Thì giá chiếc Elemax Bình Sơn vừa quay cho các bạn đấy thì có giá là 13 triệu, và chiếc Honda này thì có giá là 5,5 triệu các bạn nhá, công khai rõ ràng giá. Thì đây tôi sẽ quay trở lại với chiếc Elemax này, các bạn có thể thấy chi tiết. Quay về cái phần bình xăng các bạn xem. Giờ bình xăng này rất là mới. Ok, thông số kỹ thuật đây. Phần bên củ phát đây, phần bô đây rất là mới. Máy này thì vận hành hoàn hảo, Elemax nhẹ như máy Nhật. Đây các bạn khởi động, bật công tắc. Đây là chiếc bình xăng của chúng tôi dẫn qua chế luôn, không chạy qua cái bình xăng lớn này cho nó đỡ, cho tiết kiệm. Thì khi khởi động chúng ta đóng lại gió, ok, đặt thôi, nổ, mở lại gió. Các bạn thấy không, máy Nhật đập rất là nhẹ nhàng, cả cái máy đây, các bạn thấy khởi động này, đóng le này, đấy, giật này, nhẹ thôi, nó nổ thôi, giật rất là nhẹ này, đấy, đúng không? Ok, nổ rồi. Rất tình cảm. Ok. Rồi.
các bạn quan tâm theo dõi.